Rồi, chào các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Hôm nay tiện em quay luôn bản Everest 2 cầu bản full nhá, màu trắng. Hiện nay bên em có xe lái thử nhé các bác ở khu vực miền Bắc, để liên hệ trực tiếp qua bên em. Ưu tiên đặc biệt Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn. Bên em bán giá ưu đãi các dòng xe đấy cho các tỉnh khá nhiều. Em đã quay bản đi ra lưu một cầu ở trên kênh rồi. Các bác mà xem phiên bản đấy thì chúng ta sẽ nhìn nhận ngay. Bản hai cầu này thì thật ra là for marketing khá nhiều. Chúng ta có rất nhiều video đánh giá, rất nhiều bên đánh giá. Nói sơ qua thì mình có thể thấy ở đây mặt ca lăng này nó khác hoàn toàn. Lưới tổ ong và hai thanh chrome. Phiên bản đi ra lưu một cầu thì chúng ta có thiết kế mặt ca lăng kiểu khác nhé. Ngoài ra thì trên phiên bản này cũng được trang bị 6 cảm biến và có một radar giống như ở các phiên bản đời trước, cảnh báo hay khẩn cấp. Đây, cảm biến bên để chúng ta lùi đỗ vào chuồng. Công nghệ ở trên này thì rất là nhiều, có thể kể đến như là đèn Matrix. Cái này thì nếu mà có điều kiện vào buổi tối thì mình quay khá là nhiều. Đây, performance LED. Cái này nó cùng với ở bên Raptor nhé, ở bên hãng Ford Performance nghiên cứu và phát triển. Có thể các bác chưa nghiên cứu đi sâu, nhưng mà tuy nhiên thì giống như ở Raptor, các tính năng option trang bị ở trên xe mà từ Ford Performance thì thực sự là rất tối ưu về công năng và tính năng hiện đại. Công suất thì rất là tốt. Đây, chúng ta có một mặt ca lăng dập nổi, đường cắt nét khá giống Land Cruiser. Các bác để ý này, cái đường cắt ở đây trên viền đèn, cái viền này bọn em cũng cắt luôn chứ nó không phải là viền phẳng nữa. Cái chi tiết hoàn thiện của nó rất là đẹp. Ngoài ra thì chúng ta có một mâm xe sáng hơn, to hơn phiên bản Titanium một cầu. Trên thị trường quốc tế thì Ford Everest này chuyên đi địa hình, nên là cái lốp hay là cái phuộc nó cũng được tinh chỉnh khác với phiên bản trước khá nhiều. Các bác xem thì review một số kênh khác cũng đã được soi gầm, điều kiện không cho phép thì bên em cũng không thể chỉ gầm được cái điểm treo phuộc và treo giảm sóc, nó khác so với phiên bản cũ khá nhiều. Ngoài ra xe được trang bị camera 60 nhé. Chúng ta có đèn chiếu sáng khi mà đóng mở cửa xe. Đây ở phần đuôi nó cũng đơn giản hơn khá nhiều. Một chữ Everest in chìm. Phiên bản trước thì chúng ta sẽ in nổi lên thanh. Ký hiệu Titanium và 4x4. Bản full này thì chúng ta có cốp điện này, đá cốp này, mở cái thứ ba bằng nút bấm. Khá đáng tiếc là bản Titanium một cầu chúng ta cắt cái tính năng này rồi. Đây, chúng ta có nút bấm ở đây nhé. Ở đây em chỉ review nhanh thôi, các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp giúp em. Xe khá nhiều người xem. Cái thứ hai, cá nhân em đã ngồi hàng ghế thứ hai và với một người cao 1m8 thì ngồi hàng ghế thứ hai rất là ok, thoải mái. Tuy nhiên hàng ghế thứ ba thì vẫn ưu tiên khuyến khích cho người khoảng 1m7 đổ xuống nhé. Hơi đáng tiếc là hàng ghế thứ hai chúng ta sẽ không có cái điều chỉnh điều chỉnh nhiệt độ hàng ghế thứ hai. Ở những cái phiên bản đầu tiên của Ford Everest form mới từ 2018 ấy, bản hai cầu nó sẽ được trang bị tính năng điều khiển trên ghế thứ hai. Rồi, nội thất này. Cần số đẹp hơn. Cần số điện tử anh ạ. Cần số đẹp hơn bản một cầu.
Ok, mình qua ghế lái đi. À, ghế phụ có chỉnh điện là hợp lý thôi. À, chỉnh điện, chỉnh độ dày của ghế. À, xe này là xe lái thử bên em nhé. Các bác yên tâm thoải mái đi. Ngày trước thì khó kiếm chứ bây giờ có lái thử rồi. Đây, nó có màn hình hiển thị này. Full tính năng option luôn. Một tính năng ở đây, max AC. Xe Ford nào cũng có. Trời nóng như này mình lên cứ max AC, gió hơi to một chút. Đây, chúng ta có cả điều khiển bằng nút bấm này, cả điều khiển bằng cảm ứng này. Thật ra để sử dụng cái màn hình này thì thật sự là chắc là phải có một video riêng. Còn với một bài review nhanh như này thì các bác thông cảm giúp em. Chắc em chỉ nói nhanh qua được thôi. Đây, trên phiên bản này cái điều khiển vô lăng nó sẽ khác hẳn nó bản một cầu nhá. Chúng ta có cruise control này, lệch làn đường này, cảnh báo xe va chạm phía trước này. Chỉ tiếc một chút là trên phiên bản này chúng ta chưa còn nhớ ghế đâu. Còn lại thì cửa sổ điện tử này, sạc không dây anh ạ. Dây điện tử này. Gai cầu thì thực ra cũng khá ít sử dụng và đây rồi. Rồi, phiên bản hai cầu này thì em quay nhanh cái nội thất thôi, còn chi tiết sử dụng thì chắc em hẹn các bác ở một video sau. Hôm nay có nhiều người xem xe quá. Hiện nay giá niêm yết của nó là khoảng hơn 1,4 tỷ nhá, giá bán thực tế đến tay khách hàng. Ra biển lăn bánh thì các bác liên hệ trực tiếp giúp em. Chờ thì tất nhiên là sẽ phải chờ xe giao ngay, thì thời điểm này khá ít. Các bác mua xe đến Tết thì cá nhân em khuyên là tất nhiên là mình vẫn nên liên hệ trước để có thông tin. Còn lại thì có xe không thì nên có xe chúng ta mới đặt. Mình có nhu cầu xem xe có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo giúp em nhé, và alo trực tiếp qua số hotline trên màn hình.